thường bạn bè thấy trêu chọc em cũng mặc cảm, em không tự tin giao tiếp với mọi người. Em tên là Quy Hoàng, em đến từ Tây Ninh. Em bị tật bẩm sinh từ nhỏ, ba mẹ của em đã đồng hành em từ lúc nhỏ. Những ngày mới sinh ra, mẹ đã cùng em và dẫn em đi làm phẫu thuật để giá lại cái môi. Đến năm 11 tuổi thì mẹ em có làm khe hở hàm ếch cho em. Đến thời điểm hiện tại thì mẹ vẫn biết trong em còn có sự tự ti. Mẹ đã tìm hiểu những nơi uy tín để sửa lại dáng mũi cho em. Khi mẹ em đã tìm hiểu, mẹ em thấy dáng mũi và những người khách hàng làm ở đây rất là đẹp, rất là hợp với em, nên mẹ đã quyết định chọn nơi đây làm cho em. Khi đến đây tư vấn, em được chụp CT 3D và em được bác sĩ tư vấn cái tình trạng mũi của mình. Điều đó khiến em rất là tin tưởng. Em mong muốn là dáng mũi của em có thể được cải thiện tốt hơn để em giao tiếp mà gặp gỡ với mọi người được tự tin hơn. Tôi là mẹ của Hoàng, tôi cũng hồi hộp, rất mong bác sĩ Nguyễn Hoàng Nam làm cho bé được cái mũi như ý Hoàng mong muốn. Em cũng rất là hồi hộp, nhưng mà hôm nay có mẹ đi cùng em cũng đỡ hồi hộp hơn. Thì bác sĩ tiến hành làm phẫu thuật á, chỉnh cái lại vách ngăn bị lệch và gần chỉnh hai cái lỗ mũi bị lệch, gần như là cải thiện trên 80%. Em này thì thích cao, dáng lờ lai, thì bác sĩ cũng làm là cải thiện trên 80%. Sau 20 ngày nâng mũi, em cảm thấy dáng mũi của em cao hơn và đẹp hơn. Nhìn dáng mũi của em cân đối với khuôn mặt. Từ lúc dáng mũi hoàn thiện, em cảm thấy rất tự tin khi giao tiếp với mọi người. Ba và mẹ em nhận xét dáng mũi của em rất là cao, nhìn rất là thay, khiến em rất là vui và hạnh phúc với khuôn mặt hiện tại của mình.